Hi, chào mừng các bác. Vâng, hôm nay bên em Vũ Diêu Auto muốn review cho các bác một chiếc Corolla Atis. Phải nói là con xe này người ta gọi là zin không lỗi nhỏ luôn ạ. Corolla Atis sản xuất năm 2014. Một chiếc xe nồi đồng cối đá. Phải nói thực sự là đẹp. Biển số 34A08646, biển số thành phố Hải Dương các bác nhá. Một chiếc xe đăng ký chính tên chính chủ biển số Hải Dương luôn. Và đây là một chiếc xe nồi đồng cối đá. Và được cái là form của nó thì rất là nuột luôn. Đấy các bác nhìn này, sơn xe đều, tỷ lệ sơn zin của chiếc xe thì còn đến 70%. Còn đương nhiên là không nói cản đầu cản đuôi các bác nhá, không mang tiếng à. Một con xe đẹp như thế này. Corolla Atis là một dòng xe rất là bền bỉ, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Nó lai giữa dòng, nó là phân khúc tầm trung, phân khúc hạng C giữa Camry và Vios các bác nhá. Và đây là một dòng xe với cỗ máy 1.8, mức tiêu thụ nhiên liệu đánh giá là chưa đến 8 lít trên 100 cây. Form vừa đẹp vừa bền bỉ. Và đây là một dòng xe form mới 2014, form mới đã sử dụng hệ thống đèn LED kết hợp định vị rất là đẹp luôn. Và con này thì được bán tại Toyota Hải Phòng luôn các bác nhá. Vâng, được bảo dưỡng định kỳ tại Toyota Hải Dương luôn. Và chủ cũ là một bác giám đốc công ty. Và bây giờ bác ấy bán lại chiếc xe này cho bên em Vũ Duy Auto. Con này phải nói thực sự là đẹp. Với nước sơn đồng đều, tôn vỏ căng đấy. Và chất của Corolla Atis thì đã được đánh giá theo thời gian rồi. Đây chỉ nói đến chuyện là sau 7 năm sử dụng thì chiếc xe này bây giờ nó còn những cái gì rồi các bác ạ. Chứ còn con này thì zin đét đẹp luôn. Máy số zin, gầm bệ chắc đấy. Được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. Nội thất bên trong xe thì là màu kem tươi mới nha các bác nhé. Em đang kéo kính lên để các bác cùng đánh giá về ngoại quan bên ngoài của chiếc xe. Đấy các bác có thể nhìn về chất bên ngoài của xe. Lớp sơn đều, màu đen bắt mắt. Kết hợp với các cái nẹp chỉ nhỏ màu ánh kim thôi. Nó rất là sáng luôn và các cái logo của xe thì rất là nổi bật. Cái dòng này thì sử dụng vành la răng đa chấu với 4 quả lốp Michelin dày bình bịch luôn các bác nhé. Và đây là thay một lúc 4 quả 2017 luôn ạ. Xe thì theo order 5 bánh là được 14-13 vạn 9 rồi. Đấy, nói chung cũng là đi nhiều đó. Thế nhưng mà được cái độ chất của xe thì vẫn còn rất là ok. Đấy, sơn si tôn vỏ gầm bệ chắc. Đấy. Và bây giờ thì em sẽ đi hạ kính ở bên này xuống cho các bác. Các bác có thể nhìn nội thất bên trong xe. Đấy. Em hạ kính cho các bác nhìn nội thất bên trong xe. Các bác thấy rằng nó tươi mới như nào. Nội thất màu kem sáng nha các bác nhá. Ghế da cao cấp, ghế da cao cấp. Đấy. Đấy các bác nhìn này, ghế da cao cấp. Tuy nhiên là đây là một dòng xe cao cấp nhưng mà lại chỉ có hai túi khí cho người lái và người ngồi thôi ạ. Ghế không hề có túi khí các bác nhá. Đấy, tapi sạch đẹp. Nội thất ghế hàng đằng sau, đặc biệt là dòng xe này thì có cái khoảng để chân đến 40 phân, rất là rộng rãi luôn. Và cái này thì nó lại không có cửa gió vùng điều hòa phía sau mà cái sẽ phải sử dụng cái vừa cửa gió từ phía trên này hất xuống. Về form xe đầu tiên là như thường lệ thôi, em sẽ nói là phần đầu. Phần đầu form 2014 là form đầu tiên bắt đầu Toyota Vios, Altis cũng như là Camry thay xác. Đó là thay thế bằng cái đầu form như thế này, đầu hơi nhô một chút, logo nổi bật luôn. Và có các cái nẹp chỉ chrome rất là sáng, kết hợp với đèn halogen thì con xe này độ sáng của xe thì cũng rất là chất. Và các bác có thể để ý là bầu đèn, khu vực bầu đèn ấy, chóa đèn thì nó không hề vàng ố, mà đèn thì mặc dù công suất cao không hề vàng ố một chút nào. Đèn halogen công suất 55W nha các bác nhá. Đấy, công nghệ vẫn chưa sử dụng công nghệ LED, chỉ có đèn hậu thôi ạ. Còn đèn cản dưới thì là sử dụng halogen 35W. Và đây các bác nhìn này, các cái phần option cản trước thì nó cũng hơi chảy xước một tẹo thôi. Nhưng mà bao cam kết cho bác là không hề đâm đụng nhá các bác nhá. Đấy, cản trước đây. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cản trước đều. Đấy. Đèn bên phụ cũng vậy. Đấy, cân đối hài hòa. Và đặc biệt là cái form xe này thì bắt đầu là form xe nó cũng góc cạnh hơn một chút rồi. Đấy, 2014 là form đầu tiên mà bên Toyota đưa đến vẻ gọi là những cái lột xác hoàn toàn mới với những chiếc xe của Toyota. Đấy. Bên này thì các bác nhìn này, lốp la răng đa chấu, lốp Michelin. Đấy, 2017, 4 quả luôn và tuần cuối cùng 49. Đấy, 2017 các bác nhá. Và cái vành la răng đa chấu này thì nó trông nó rất là lịch lãm, sang trọng, đẳng cấp. Và con này thì sử dụng phanh đĩa trên cả 4 bánh luôn. Đấy,
phanh đĩa trên cả bốn bánh luôn các bác nhá, và đều là sử dụng phanh đĩa kép. Đấy, các bác nhìn này, phanh đĩa kép đây này, khả năng phanh rất là an toàn và cao cấp luôn. Còn cua lốp thì đều sạch sẽ, không lỗi lầm. Một chiếc xe lướt, bao cam kết cho bác không đâm đụng, không ngập nước, máy số còn zin nguyên. Đấy, xi nhan kết hợp trên gương và gương kính thì cục xe điều chỉnh điện đầy đủ. Và dòng này là phân khúc hạng C nên là dáng của nó rất trường, dài đến hơn 4,5 m. Và cửa thì cũng khá là ổn. Vâng, cánh cửa dày. Đấy các bác nhìn này, cánh cửa rất dày luôn nhá. Và keo chỉ thì zin, keo chỉ xe zin luôn. Đấy, tappy kính này, kính điện lên xuống một chạm luôn. Và phần tì tay của chiếc xe thì là phần tì tay bằng da, da cao cấp luôn, sờ nó rất là mềm. Đấy, đây cũng bằng da này, đây da này, và vẫn còn nguyên sần. Đấy, chốt điện, khóa kính cửa đầy đủ. Đấy, và đây là khóa chốt điện đây. Đấy, tay nắm này chắc chắn luôn. Đấy, và các bác đây, điều chỉnh gương chiếu hậu cụp xe đây, và điều chỉnh gương điện đầy đủ. Đấy, cụp xe đầy đủ nhá các bác nhá. Gương chiếu hậu và có hệ thống hỗ trợ dừng đỗ này. Đấy, vô lăng tích hợp phím điều chỉnh âm thanh thôi, và các cái chế độ ở trên này thôi. Đấy, và con này lăn bánh là 13,9 này các bác nhìn này. Đấy, 13,9 nhá. Đấy, đồng hồ hiển thị số rất là đẹp và nuột nà. Hệ thống ghế của chiếc xe thì là sử dụng ghế da cao cấp. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Đấy, ghế da nhập khẩu. Đấy, chất da rất là luột. Vâng, con này xin lỗi là làm tại Việt Nam nhưng mà da thì da nhập. Đấy, thế còn ghế thì chỉnh điện này các bác này, không nhớ nhưng mà là chỉnh điện nhé, có chỉnh điện và không nhớ. Đấy, ghế lùi ra đằng sâu rất là thoải mái luôn, ngửa ghế đầy đủ này. Đấy, cốp mở thì mở cơ đây thôi. Sàn của xe, đấy, sàn da này các bác nhìn này, sàn da cao cấp này, da nó vẫn còn đẹp. Đấy, nỉ cái vẫn là sạch nhá. Vô lăng bằng da khâu rất là chắc chắn và một luật luôn. Đấy, hệ thống trợ lái rất là tốt. Đấy, và điều hòa thì con này thì có điều hòa auto một vùng ngay đằng trước thôi. Thế và đồng hệ thống đầu nhạc, đầu đĩa CD 6 đĩa. Đấy, có cổng AUX USB. Cũng rất là đơn giản thôi. Vâng, được cái là dòng xe này nó lành và chầy cối. Đấy, táp lô này. Đấy, trần nỉ của xe thì cực kỳ sạch nhá các bác nhá. Trần nỉ rất sạch sẽ luôn. Đấy, và bản lề này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, bản lề đây. Đấy, con này thì cánh sau này có chỉnh chọt rồi. Thế nên là ấy, nhưng mà chắc chắn bao cam kết cho các bác là không lỗi lầm về đâm đụng nhá. Keo chỉ của nó còn nguyên này. Keo chỉ còn zin nguyên. Đấy, tappy cánh này, sờ ra rất là mềm. Kính điện lên xuống bình thường và được dán phim cách nhiệt tòa cả xe. Đấy, khả năng mà khi mà các bác đi thì cũng rất là yên tâm. Và được cái là dòng này nó phân khúc hạng C nên là cái không gian đằng sau này rất là thoáng. Đó, các bác nhìn ghế này, trần này. Đó, không gian đằng sau rất là thoáng đãng luôn, sạch sẽ luôn. Đấy, đấy, cửa đóng mở rất là nhẹ nhàng và có tiếng hít luôn nữa các bác nhá. Vâng, mặc dù không phải cửa hít nhưng mà có tiếng hít đầy đủ. Đấy, lốp con này thì sử dụng lốp rất là to, 205/55R16 các bác ạ, R16 các bác nhá. Vâng, và cũng là tuần 2017 này, tuần 49/2017 này. Đấy, lốp cua Michelin. Và cua lốp thì các bác nhìn này, đều luôn. Đấy, cua lốp không lỗi lầm. Đấy, đấy, các bác nhìn nhá. Vâng, cua lốp quần áo hai lần cơ. Vâng, không lỗi lầm. Còn phần đằng sau thì các bác có thể để ý là cốp mở rất nhẹ nhàng, thì con này cốp mở cơ thôi chứ chưa được đỉnh như những cái dòng kia là cốp mở điện. Đấy, keo chỉ này đều luôn, keo chỉ rất là đều. Đấy, đấy, nỉ đẹp, nỉ đều sạch. Và khoang đằng sau của xe thì khá là rộng, nếu bác nào thích thì các bác có thể ngả cái ghế đằng trước à, thì các bác còn để một không gian quá là ok luôn. Và đây các bác nhìn này. Đấy, đằng sau này. Đấy, các bác nào mà thích xem xe có đâm đụng hay không, các bác cứ nhìn cái chỗ này các bác biết. Đấy, rất là nuột luôn, đều luôn này. Hệ thống hai loa đằng sau. Đấy, loa Sony của Nhật nhá. Đấy, hãng Toyota đặt hàng nguyên chiếc luôn. Và đây là tem của xe. Đấy, tem nhãn đầy đủ luôn này. Đấy, phần phía dưới thì lốp sơ cua của chiếc xe là sử dụng lốp Primacy. Và lốp này thì là cũng đã lăn bánh rồi các bác nhá. Đấy, kích lốp đồ nghề đầy đủ luôn, không thiếu cái gì. Sàn sạch sẽ, không mục mọt. Đấy, không có lỗi lầm. Sàn đẹp phẳng luôn này, đều. Đấy,
Cốp mở đóng nhẹ, rất nhẹ nhàng. Đấy, logo chủ cũ người ta phải bắn cái này thì các bác biết là như thế nào. Vâng, tỷ lệ cậy logo khá là cao, thế nên là người ta làm như này rất là ok. Cản đằng sau đây không có vết chảy xước luôn, và có cả cảm biến lùi. Đấy, rất là yên tâm với hệ thống hỗ trợ dừng đỗ nha các bác nhá. Đấy, đều luôn này. Đấy, chất sơn, rồi đèn này, đèn hậu này. Các bác nhìn đèn hậu này. Đều luôn. Đấy, đèn hậu cân đối hài hòa. Cốp căng, không hề có lệch lạc nha các bác nhá. Xe đã báo cam kết cho bác rồi, không đâm đụng, không ngập nước, máy số còn zin. Vâng, và đây các bác nhìn này, cánh này đều luôn này, không có hiện tượng lượn sóng nhá. Đấy, sơn xi tôn vỏ căng. Vâng, Corolla Atis là một dòng xe phải nói thực sự là rất là nhiều người ưa chuộng luôn. Đây, lốp bên này thế, lốp bên này rất là mới nha các bác nhá. Cũng là lốp Michelin này, Thái Lan, lốp ha Michelin. Đấy. À, lốp dày mới luôn này. Đấy, cua lốp đây, các bác nhìn cua lốp này. Đấy, cua lốp sạch sẽ nhá. Vâng, thực sự là dòng này thì chưa bằng các dòng Camry rồi. Camry thì nó sẽ có hẳn cua lốp này bằng lỉ để nó giảm ồn, hoặc là những cái dòng phân khúc hạng D đó bắt buộc là phải giảm ồn bằng cua lốp lỉ. Còn như cái dòng này thì vẫn là sử dụng cua lốp nhựa thôi. Đấy, phần này đây các bác nhìn này, cánh rất dày, keo chỉ căng. Đấy, tôn mỏng te. Đấy, tappi sạch. Đấy, và vẫn còn nguyên bọc ly lông này các bác nhìn này, còn nguyên cái ly lông này, chủ người ta đi ít ở đằng sau đi ít. Đấy, thế nên còn nguyên ly lông. Còn các cái phần keo chỉ kín ở đằng này thì rất là khít. Đấy. À, nội thất bên này nhìn vào, đấy các bác nhìn này, rộng rãi sạch sẽ. Đấy, tắp phần tì tay này, để đồ đây. Đấy, để đồ chai nước các thứ thì đầy đủ luôn. Đấy. Nội thất bên trong màu kem sáng, rất là sang trọng và lịch lãm. Đấy, cửa đóng mở rất là nhẹ nhàng. Con này thì đấy, một chiếc xe xịn sò này thôi, nhưng mà nó chỉ cần 2 túi khí thôi các bác ạ, không phải nhiều túi khí như các cái mẫu xe Hàn Quốc đâu. Thế còn da thì là da cao cấp. Đấy, ghế da còn zin nguyên. Đấy. Bản lề đây, tappi cánh này. Đấy, các bác nhìn nhá, đều tappi sạch. Đấy. Keo chỉ đây. Còn bên này thì vẫn còn nguyên cái dán ni lông từ hãng luôn. Người ta giữ đến mức độ như thế mà. Đó, kính lên xuống ok. Đấy, hộc đồ này. Đấy, tiện lợi có cả cái điều khiển của cái da đầu nhạc này nhá. Đấy, và đặc biệt là cái phần bên này thì các bác có thể nhìn là táp lô ở phía đằng trên thì các cái phần ốp sườn này, ốp này nó còn nguyên sần này. Đầu Toyota thì cái đầu này các bác nhìn nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy, bố trí ánh sáng bóng và có cổng UX USB. Bên này này, đấy các cái chức năng khóa xe, để cảnh báo xin đường, đấy đầy đủ. Và cái này ốp bọc vân vân gỗ giả rất là đẹp này. Bóng sáng này. Điều hòa auto này, phần rõ luôn các bác nhá. Đồng hồ hiển thị này, và đây bây giờ 5 giờ rồi. Đấy, tay nắm cần số thì mới vì con này sử dụng ít nên là tay nắm cần số vẫn còn rất là mới. Đấy, cần số rõ ràng, có cái chế độ gảy số bằng tay ở ngay trên này cho các bác. Nhưng mà các bác gạt sang đây, đấy gảy số bằng tay. Và chiếc xe này thì vẫn chỉ dùng chìa khóa cơ thôi, chìa khóa từ hãng. Đấy, chìa khóa nguyên hãng luôn nhá, và chỉ dùng chìa khóa cơ. Đấy. Ta sẽ cùng đề nổ chiếc xe, sau đó thì đến khoang máy của chiếc xe để xem như thế nào. Em đề nổ này. Đấy. Máy đề rất là êm. Đấy, động cơ nuột và không có lỗi lầm nữa các bác nhá. Và đây các bác nhìn này. Đấy, đồng hồ hiển thị số rất là đẹp luôn. Vô lăng khâu da cao cấp xịn sò. Đấy, nhưng mà ta vẫn phải mở cái nắp capo lên để cùng kiểm tra xem là con này nắp capo như thế nào. Khoang động cơ. Vâng. Với khoang động cơ của chiếc xe này thì nói chung là được bố trí rất là rộng rãi, động cơ 1.8 nha các bác nha. Vẫn sử dụng công nghệ đua VTVI. Đấy, là công nghệ cam kép góc mở biến thiên. Vâng, với cái công nghệ này thì những cái dòng xe của Toyota gồm có Vios, Camry và Atis là làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam về độ chất, độ bền. Thực sự là những dòng xe này cực kỳ bền luôn, ít hỏng vặt. Máy số thì khó mà hỏng luôn các bạn, trừ khi ngập nước. Còn con này máy số vẫn còn zin, chưa hề ra. Máy số zin các bác nhá. À, máy số này ốc còn zin nguyên này. Đây, các bác nhìn này. Đấy, ốc còn zin nguyên. Đấy. Ốc máy còn nguyên luôn. Đấy, ốc chân máy này, các bác nhìn này, đổ sơn đầy đủ rồi. Ốc chân máy này, ốc máy dưới này. Đấy, các bác chỉ cần nhìn những cái chi tiết này là các bác có thể đoán được chất xe rồi.
Đấy, ốc bên này còn nguyên dấu này. Đấy, đấy các bác nhìn sâu ở phía dưới đó. Đấy, đấy các bác nhìn nhá, còn nguyên dấu luôn. Đấy. Vâng, về chất xe thì con này thì các bác yên tâm, bao cam kết cho các bác rồi. Thế là các bác không phải nghĩ, máy số còn zin nguyên. Các cái dấu này còn nguyên này. Đấy. Xe thì chưa có đâm đụng nhá, vẫn còn nguyên ốc dấu từ nhà sản xuất luôn. Đấy. Đầu giằng ngang, những cái nơi vị trí rất dễ là va đập thì vẫn còn ngon nguyên. Con này thì phải nói là thực sự là đẹp. Vâng, một chiếc xe các bác đáng đồng tiền bát gạo đấy ạ. Vâng, cái số tiền các bác bỏ ra chỉ nhô 500 một chút là các bác sở hữu ngay chiếc xe này rồi. Đấy, hệ thống ABS này. Đấy, đầy đủ nhá, phanh ABS đầy đủ luôn. Con này thì 2014 bên em bán giá thì cũng khá là ok. Vâng, thực sự là bác nào yêu thì người ta sẽ không để đến giá mà người ta sẽ để ý đến chất. Còn dầu vàng óng luôn này. Đấy, các bác nhìn này, dầu vàng óng luôn nhá. Vâng, chất dầu vàng óng luôn. Và máy này thì các bác yên tâm là không có hơi thừa luôn. Ui giời, vặn nặng phết. Đây các bác này, không hề có hơi thừa luôn nhá. Đấy, máy chạy rất là đều và không hơi thừa, dầu thì mới, dầu óng vàng luôn. Đấy, các bác này, dấu vào các cái đường ống còn nguyên luôn. Đấy, ắc quy GS. Rồi, thế còn phần cabo thì các bác nhìn này. Vâng, chỉ đều cabo cân. Đấy, chỉ đều luôn nhá. Các cái lỗ tròn đều này. Đấy, chỉ rất là đều luôn, không lỗi. Thảm nỉ nhá, chống ồn cũng như chống nhiệt của xe còn nguyên. Đấy. Rồi, em sẽ hạ cabo xuống. Đấy. Vâng, một chiếc Corolla Tiết 2014, máy xăng 1.8 các bác nhá. Một chiếc xe số tự động, đấy, full kịch đường tàu, option đầy đủ, đấy, đang có mặt tại Vũ Duy Auto. Và những bác nào mà yêu thích chiếc xe này, đấy, nội thất đẹp, xịn sò, đấy, túi khí an toàn, đầu Toyota, thì các bác hãy alo ngay cho em Vũ Duy Auto qua số điện thoại 0869158926. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi và chia sẻ giúp em Vũ Duy Auto để mọi người có được rất nhiều chiếc xe đẹp. Vâng, em Vũ Duy Auto tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi. Bây giờ thì em sẽ cùng quý vị các bạn đi chiếc xe này để trải nghiệm chiếc xe. Đấy, em ra ghế sau đi. Thì căn tâm như kiểu anh. Rồi, bây giờ thì ta sẽ cùng đi chiếc xe này để trải nghiệm xem một con xe xịn sò Nhật Bản thì nó sẽ như thế nào. Nói thật thì các bác, dòng Altis thì không chê được cái gì. Gầm bệ cực kỳ chắc luôn và đầm. Hình như là em quên chưa quay gầm. Em sẽ xuống lại quay gầm một phát cho các bác luôn. Đấy. Đấy, nhả số này. Đấy. Đấy, cái quan trọng nhất là cái gầm. Nào, này gầm này. Đấy, gầm xe rất là luật luôn nhá, đẹp luôn này. Đấy, bác nào thích thì xem xe thì mời các bác cứ xem gầm thoải mái luôn. Bên em thì hỗ trợ quay gầm cho các bác tẹt bô. Đấy, gầm bệ rất là chắc luôn. Bây giờ thì ta sẽ cùng đi chiếc xe này. Đấy, cảm giác ngồi trên chiếc xe này được cái là rất rộng rãi. Đấy, sạch sẽ, xe rất là đẹp, như là xe mới luôn các bạn. Chỉ thiếu mỗi ly lông bọc lên xe thôi. Còn nội thất rồi, sơn si, chấm điểm toàn điểm 9 rồi các bạn. Còn con này thì có cả chế độ máy eco nhá, lại tiết kiệm nhiên liệu luôn. Xe rất là êm, chạy rất là êm luôn. Và đặc biệt là cái này tuy dáng trường thôi nhưng vòng cua nó lại rất nhỏ. Nói rằng các bác này đi cái dòng xe này nó không chết máy như xe số sàn. Có hệ thống hỗ trợ lùi luôn. Đấy, số má rất là nhẹ nhàng. Đấy, xe thì xịn sò, điều hòa auto. Nó sẽ bật gió lên và đóng bớt cửa kính lại cho các bác. Ra đường đóng cửa kính đi cho nó sung sướng cuộc đời. Khi mà em đóng cái cửa kính này rồi thì thực sự là âm thanh bên ngoài với bên trong là khác nhau một trời một vực luôn. Êm. Đấy, chắc chắn. Đấy, ta sẽ đi vào đây. Đấy, khả năng
đang lái rất là linh hoạt và hệ thống trợ lái của xe thì rất là êm. Đấy. Và lái xe này thì vòng tua nó rất là thấp, chỉ có 1.000 vòng trên phút thôi. Tính ra các bác mất có khoảng 6 lít, hơn 6 lít tí là các bác đã đi được chiếc xe này rồi. Vâng, rất nhẹ nhàng. Đấy. Đường thì gồ ghề nhưng mà âm thanh dội lên xe thì gần như là chưa có tiếng lốp thôi. Còn giảm xóc của xe thì hoạt động rất là ổn luôn. Đấy. Bác nào yêu thích chiếc xe này thì mời các bác đến cửa hàng của em Busi Auto tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Vâng, bên em thì có rất nhiều các đầu xe, tha hồ cho các bác lựa chọn. Đấy, trải nghiệm xe cực kỳ nhiều luôn. Đấy. Và đi dòng này xe nó rất là đầm và nhẹ xe nhá các bác nhá. Không hề có tiếng lục cục gì cả, xe rất là chắc, vô lăng trợ lái nhẹ nhàng. Đấy. Rất là linh hoạt, đi trong các cái đường nhỏ hẹp cũng rất là tiện lợi luôn. Chả lái của nó rất nhẹ nhẹ và vô lăng da của nó cầm nắm nó có ma sát nên là rất là yên tâm. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.